Travel HS mới tới thành phố Conway. Chào bạn, South Carolina. Thì hôm nay là đây là mình bắt đầu là chuyến DRV 2 tuần lễ đó các bạn. Đó, vào mùa đông, đây là mùa đông Christmas nha. By the way, Merry Christmas, Happy New Year to everybody nha. Hôm nay mình đi với anh của mình và bạn bè của anh của mình nè. Cái này kéo khỏe không? Kéo khỏe không? Suspension đó thì good. Kéo đồ nặng. Hả? Cái máy của nó vẫn bị lộ, bị thua cái chỗ đó. Nó có 6 máy thôi. Ồ, này 6 máy thôi hả? Ghê quá à. Đó, rừng á, các bạn thấy không? Rừng á, nước ngập lai láng luôn nè. Everything ok không? Mát cái này nếu mà chiếc kia mà không có qua được thì mình quay đây mình cắm trại đó. Rồi. À, đó bây giờ là 5 giờ rưỡi tối rồi đó các bạn. Bây giờ trời rồi nó tối rồi nè. Có rồi ba đứa. Hồi rớt. Dạ. Cách này nè. Bốc anh đi nè. Wow. Ồ mẹ cái này ghê vậy. Hả? Từ từ lại à. Được không? Ai biết đâu. Hên xui nha. Rồi, bây chạy nhanh qua luôn đi. Ừ. Cô đưa ký lái xe ngầu đó nha. Rồi thì cái lái cho mình quay phim video cho các bạn đó. Vô mà không biết đường ra mới ghê, mới ghê chứ. Vô mình không biết đường ra luôn á. Cái vị thịt. Lắp sờ đó. Rồi chả chả xong gần đây nhưng mà cái con đường nó quá sao rồi, nó lục lội các bạn. Nước nó lên tới gần cái nửa RV mình trên. Cái này còn mình nói thiệt nha, cái này còn worse hơn Alaska Highway nữa nha. Man, this is the best Christmas camping ever, right? Đầu của này nó mập tí sợ vô coi này. Nước hả? Trời ơi má ơi, nước kìa. Trời. Đó, wow. My gosh. Cái trà như ngập bô mình luôn á. Thằng tới anh đi, thằng tới. Má trời đó. Ra kìa thấy không? Má, giờ mình không chui ra là ngày mai dâng lên cao. Thì đó cái này. Ở đây là những fan của xe Jeep thôi nè. Rồi giờ mình lên đường nha bà con. Gặp bà con sau nha. Rồi. Mà nhớ năm vừa rồi mình đi cũng như trong rừng đó các bạn, con rừng cái rừng nó rất là khó đi, về đường cái cây thấp á cho nên là bị chặt mấy cái cành ở trên nữa. Còn bây giờ đây thì mình không biết sao luôn á. Ở này mà mưa thôi xong game luôn, mưa là lầy lội ghê lắm. Đường này nó hay đi camp nên nó đi xe đó là phải. Đúng rồi, xe mình đi vô đi đâu được. Hôm nay cái này mà đâu quành ra được, cái này mà muốn quành ra đâu quành được. Bởi vì cái này coi nào. Coi nè, các bạn thấy không? Trời ơi, cái gì mà mưa nó lục này nè. Cái này mà mưa xuống cái là chết. Bên là hố. Đó. Đó. Xuống một cái là lún luôn. Lún luôn á. Lún là khỏi lên luôn. Mày sắt chậm luôn. Mày đó. Mày làm ba đa. Cái đó. Đi vô rừng phải chịu mấy này thôi. Từ khi tụi này đi Alaska Highway về là cái xe này mình thấy mang cái đường này mình thấy bình thường. Đúng không? So với Alaska đấy thì sao? Này, mắt tiền lấy. Chuyện nhỏ với con thỏ. À, nhỏ với con thỏ. Nó hủng mà nó hủng mà. Ừ. Nhưng mà chưa, mình nghĩ chắc vô trong đường sâu thì nghĩ chắc nó khó khăn hơn chút xíu cho nên mình chưa biết thì sao. Này kệ nó, này xe này một đời ta ba đời nói nha các bạn. Ok à. Nhưng mà sửa bắt đầu với khe. Cứ sửa cái bạc ngàn với khe. Ở đây nước lục quá trời luôn. Sợ nhất là cái nước nó vô trong cái bô xe RV mình đây. Ở đây chừng 5 giờ tối, 5 giờ chiều là tối om mà. Đúng là mình phải đi sớm á. Mình đi về hơi trễ đó. Hôm nay cách đây vài ngày là xung quanh đây là mưa lục lội ở đây luôn nè. Giờ nước vẫn còn đọng lại. Nhiệt độ ở đây thì bây giờ là 50 mấy độ F á. Mà đêm thì xuống lạnh nè, đêm xuống 39 độ F nha. 39 độ F mình nghĩ chắc còn chừng tầm chừng 3-4 độ C nha các bạn. Ghê quá à. Đó rừng á, các bạn thấy không, rừng á nước ngập lai láng luôn nè. Bởi vậy mưa đây cái là xong hết luôn nè. Mưa đây là game luôn. Bởi vậy mình đi mình phải tính rắn, mình phải coi đã ha, đây có rắn rồi đây có gấu chó sói nữa. Mình làm mình tưởng mình cái cảm giác giống như là đang đi trên Alaska Highway nha các bạn. Thằng kia nó nhảy lâm ba đa. Thằng treo lờ nó nhảy lâm ba đa, thằng treo lờ nó yếu ha.
tại vì nó có connect, nó có connector đó, nó connection đó, cho nên nó không có chạy nhanh, chạy nhanh được nó bẻ cái đứt connection kia là xong luôn. Độ xe đó à, hả? Nó phải độn vậy nó độ mới xe, đi độ, được xe mới đi được. Nãy giờ nó nhá đèn ngoài sao mình không thấy đó. Cái nãy mới nhìn ngoài sao. Đó trên này nhường đó. Đó, mình nhường đó. À, thằng cha L bị gì rồi. Everything ok không? Hả? Để gì á? Mát cái này nếu mà trước kia mà không có qua được thì mình quay ở đây mình hot road đó, mình cắm trại đó. Sao vậy? Xe hỗ trợ, xe hỗ trợ. No, xe mình vô bình thường. Keep coming. À, chờ bắt đầu hả? Mà chờ đi xuống à. Qua đi đi du lịch cái tự nhiên chờ đẹp quá không? Dạ. Ừ, đáp rốt rồi mà. Ừ, ok. Ừ. Đó, đường này mấy người này hỏi xem coi đường này mình đi được không? Mình nói đường này nó đâu có bằng ngã Alaska Highway. À. Mấy đường này phải xe chip này mới chạy mới nổi. Cái xe này á chạy được làm xe mình chạy được. Cho là RV đi được là xe mình đi được. Tại vì xe mình là One Piece. Cho nên no problem, còn cái CRV là you know, cái chỗ mối này nè, mình đi mà nó dằn dằn quá là you know. Yeah, cho nên xe, cho nên CRV đi được là xe mình đi được. Chưa? Yeah. Xuống chỗ của mình nó chiếm chỗ cái nào? Mẹ. Cái nào? Đi, ờ đi. Ờ đi 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 đi. À đó bây giờ là 5 giờ rưỡi tối rồi đó các bạn. Bây giờ trời rồi nó tối rồi nè. Ban đầu mình cứ tưởng là đi nửa tiếng tới, ai ngờ trời ơi. Nửa tiếng là mới entrance thôi. Nửa tiếng, nửa tiếng là mình tới cái đầu đường rồi đúng không? Man. Mình bị dụ các bạn ơi, mình bị dụ phải không? Ừ. Mấy người đã dụ mình nói rằng đi đây gần lắm, nửa tiếng tới rồi trời ơi. Mấy giờ hơn tiếng rồi đó. Tiếng rưỡi rồi đó. Tiếng rưỡi rồi đó. Đâu giống như năm vừa rồi rồi. Giờ tưởng là lần đó mình đi tưởng là lần đầu cũng như lần cuối mà, ai ngờ bây giờ là thứ hai. Ngập lụt nè, nước quá trời luôn này. Cái này cho không dám lấy luôn. Ừ, nó ngập lụt hết trơn rồi kìa. Sẽ phải xem better thôi. Đó, cái chỗ lội 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 nè. Không biết dưới này có gì luôn á. Should I go to the left or the right? I think on the right. Gì? Ờ, thẳng luôn, thẳng tới chứ. Cái gì? Ao nào luôn á. Nó ngập không có hổ hủng. Hủng vậy trời. Không? Không đi được, luôn. Đi được, nó có okay. Cái chỗ cao mà này nước chỉ gặp chỗ này thôi. Ồ, cái này thôi trời. Nó pop lầm. Hết hồn. Ok, rồi. Hết hồn. Tưởng nó hủng cái gì đó. Ồ, nó có đá ở dưới. Nó cứng. No. Ừ. Rồi. Nhìn thấy nó có đá cứng là đi được. 5:40 rồi. Rồi chờ đâu tối rồi. Tại vì nó có 3 chiếc xe Jeep vô là nguyên cái bang của nó đó. Thật sự đúng là đi vô rừng đây phải đi sớm á. Thì đấy phải đi 1-2 giờ trưa. Đi 3-4 giờ là dưới đây là khuya rồi. Đó, cái chỗ đó. Chỗ là chỗ sợ đó. Không sao. Không sao, cứ đi. Nó chắc... không có phải đợi. Oh man, cái này ghê vậy. Hả? Từ lại à. Được không? Ai biết đâu. Hên xui nha. Rồi, bây chạy nhanh qua luôn đi. Ừ. Oh man, cái này ghê vậy. Nó cứng mà đường. Ờ không sao không sao. Không sao. Đường sao. Nó cứng. Ờ không sao không sao này không sao nó sao. Đá chứ không phải là nó bùn. Không sao. Ở chỗ này không sao hết đó. Đường nó có đá cứng rồi nó nổi đá lên kìa. Ê nửa bên xe luôn chứ. Gì vậy? Nửa bên xe đó. Rồi không sao hết đó. Rồi đi. Đấy chỗ cắm đó đi vào đâu có bị gì đâu. Rồi. Chị ngập nước sao hết mà rồi. Nó là đá. Ừ. Mà nó bùn xình là tôi thua luôn đấy. The road washed out? Road washed out. Oh, really? Yes, sir. Wow. Yeah. I got one like this I was going to bring down here. Dang. So we wanted to make sure I could bring mine. So we cannot go in though, huh? No. The road's washed out. And you have to go all the way around this trail. Yeah. Hey, we were trying to do this. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Bây giờ cái đường đó là nó washed out rồi. Bây giờ... mà cũng hay giờ có cái con đường này nữa, bây giờ mình không biết con đường này nữa. Người ta có thể là nói ra cái thẻ đường này ra bờ sông được các bạn. Bạn thấy trời chưa? Bờ sông gần đây nhưng mà cái đường nó quá sao rồi, nó lục lội các bạn, nước nó lên tới gần cái nửa RV mình trên đâu được. Bạn thấy vừa rồi mình qua cái nước chỗ nước nãy không, mình sợ không? Rồi chạy nhanh thôi, được rồi đừng chạy quá. Rồi vé thẳng luôn. Vé đi.
đừng có chạy lái. Rồi ngưng. Chạy tới, đừng lui nữa. Phải tới, chạy tới, đừng lui nữa. Oh, I got it. Hey, on your right side, it's gonna close to the tree đó. Rồi, stop. Rồi, that's good, rồi. À, giờ trời tối rồi các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình biết mình đi đâu không? Yeah. Who leads the way? Bit will. Ok. Không, tại mình xui mình này nước hả? Trời ơi, má ơi, nước kìa. Trời. Tới đây thấy ngập rồi, thấy em xong rồi. Anh xem coi cái bánh mấy người đó, coi cái bánh mấy người đó là đó. Đó, wow, my gosh. Coi kìa. Tới mấy cái chỗ này luộc đã thấy em xong. Không sao, nhưng mà nửa bánh ra, không sao hết, thấy không? Wow. Ba trời đó. Luộc ra kìa, thấy không? À. Má, giờ mình không chui ra là ngày mai dâng lên cao. Thì đó, cái này nó mưa xuống cái một đó là ông nói là lục nguyên cái khu này luôn. Mà người ta ở hay ha. Ừ. Mà này mùa đông, trời mùa đông nữa, nó lạnh nữa. Mà cho nên cái đường kia nó quá sao, đúng rồi. Đường nó lục ra nó quá sao, cái đường nó nguy hiểm không? Nó quá sao, cái một đó, nó kêu nước nó dâng lên tới nửa cái RV mày á. Ai dám đi. Hay là tới đây có cái chỗ ve. Cũng nằm cái chỗ này để ve, nó có hai cái đó cũng tốt đó. Ừ. Đó, nữa nè. Wow, man. Về tối đi mấy này sợ mồ luôn nè. Wow. Hết rồi, qua cái này nữa là hết. Dạ. Hết luộc lợi rồi. Mà quay cái tối này thấy ghê này. Giờ là 5:50 rồi đó các bạn. Mà bây giờ trong rừng nó tối vậy đó. Cái mùa đông nữa, mùa này mùa đông thì 5 giờ nó tối ghê lắm, mà trong rừng thôi là tới ông rồi đó. Ban đầu thì mấy người đó nói mình là đi nửa tiếng là tới à. Cho nên nó 4 giờ không sao, 4 giờ đi cái vô đây mới có lái có 1 tiếng. Tiếng rưỡi à, trời tối sầm rồi đó. Không, đàn này kiếp của mình bây giờ đi kiếm chỗ khác mà cắm trại nè. Cô Lưu Ký giờ lái xe ngầu đó nha. Rồi thì cái lái cho mình quay phim video cho các bạn đó. Thấy chưa? Mình cảm thấy giống như là càng ngày mình càng mạo hiểm lên nhiều hơn nha. Đi Alaska về tự nhiên mạo hiểm lên trời. Đó, mình mới thay cái bóng đèn đó, LED trước các bạn thấy nó sáng dễ sợ chưa đó. Cho nên đi về mình đỡ sợ. Còn lần trước cái đèn nó vàng khe cho nên nó đi lù, không thấy gì trơn luôn ha. Đó, cú không sao lỡ, ok. Trời ơi, nay quá trời luôn á. Em thấy là như đâu là mấy chục con nai luôn á. Chắc con nai. Yeah, try to go faster than 10 miles per hour, but it can't shake. Yeah, see how shaky it is. See, that's why, see. I only go 10 miles an hour. 10 miles per hour thôi, đi 10 dặm đến giờ thôi, đi hơn là nó băm xe hết. Quay nè. Oh man, đường này ghê vậy. Ghê trời. Ghê trời. Ok. Anh đang tưởng 3 kg ổ gà hay nhiều chứ. Ok. Mà phải đi rừng á, đi ban đêm á, nó nguy hiểm lắm các bạn. Đó. Nước kìa, lục kìa, ok. Chứ đường được lùng nữa hả? Ừ. Chà. Chứ chà, nó ngập bô mình luôn á. Sợ này nó ngập bô của mình luôn nè. Nè. Hả? Nè, đi ta thầy. Ồ, vậy hả? Kìa, ừ. Oh, man. Đây nữa trời, mình tưởng hết rồi chứ. Oh boy. This is rainy. Đó, và lục đó con. Bởi vậy không? Thế các bạn thấy không? Ở đây mưa xuống cái là chết luôn nè. Mưa xuống cái mà nó lên nó ngập đến nguyên cái nửa bánh xe luôn á. Cho nên chính vì như vậy mà cái đường bên kia nó bị wash out là vậy đó. Thấy không? Nó ngập như vậy nè. Là ba con đường nó lở hết à, lở sạt lở hết. Đây bây giờ chắc xe mày nó dơ ghê lắm rồi nè. Hôm qua mày có này nhẹ thôi, nó văng lên đó. It's too late now. We've been through like 4 muddles or puddles already. Mình nói thiệt nha, cái này còn worse hơn Alaska Highway nữa nha. Right? About the same. Hả? Cái này no honey. Cái này worse hơn chứ? Oh, about the same. About the same. Nhưng mà cái này có nước nữa chứ. Cái ba con đường này nó sạt lở nhiều hơn chứ. Like 5 miles tại vì mình đi đây nhiều xe cho nên mình đỡ sợ, đúng không? How do they know how to get out of these places, hả? Do mình không biết đường ra mấy ghê chứ. Dạ. Do mình không biết đường ra luôn á. Chim chim lên
Hồi đó mình tới cái chỗ rồi đó. Hồi đó mình xong rồi nè. Anh này, em phải đưa nó vô đây nè. Quăng ra. Ở đó mình xong đây nè các bạn. Wow. Đó, mình xong đây nè. Đây có cá sấu không trời. Đó. Mình tới khu đây, cắm trại đây rồi. Đây nè, đây nè, đây đây đây. Đây đây, đâu đây. Bây giờ tìm ra nó thăng bằng á. À, mình thấy rừng tối om à. Đó. Giờ xe mình đậu ở đây nè các bạn. Rồi, mấy người kêu giờ hạ lều. Con cho thấy gác chưa? Hả? Nó thấy gác chưa? What's your breed? Hả? What's your breed? It's a Maltese. Maltese? You are so cute. Bây giờ mình start campfire phải không? Okay. Đúng rồi, bỏ thang nướng đồ ăn. Đó, đây là dân chuyên nghiệp, dân pro đó nha. Đó, dân pro đi camping đó. Không cần không cần dầu gì trên hả? Lấy đá. Đó, cái lò khè như những cái lò khè vậy đó. Đó này nó cầm hả? What's your name? You're so cute. So cute. Ở cái campsite thật là lý tưởng luôn đó. Nó bên đó là cái dòng sông á. Bên sông đây có cái sấu không ta? Em nghĩ chắc có đó, sông này. Có ha. Chắc có đó. À, lửa đã chưa rồi đó. Bia lạnh để bia chai. Bia Corona nhỏ, quá trời luôn á. Ừ. Có mấy một mấy miếng nó dày hơn mấy miếng mỏng nha. Nên chờ canh chừng á. Oh yeah, we both get a coffee. And this is the best Christmas camping ever, right? Is that better than last year? Oh yeah. Because we have more people, more fun. Christmas and a happy new year. Travel with HS. Merry Christmas and happy new year. Mọi người nha. Bây giờ mình set up hết trên này đó, set up campsite. Rồi bắt đầu nướng đồ chơi đó nha. Ê, cái này sáng ra cảnh thức dậy mới đẹp. Ồ oh, yeah, đúng rồi đó. Ừ. Cảnh này cảnh sương mù á. Yeah. Yeah. Sáng ra sáng sớm á. Anh mà thấy cái cảnh sương mù anh nó bay. Rồi yeah. Giống như mình đang bước vào cõi bồng tiên đúng không? Đó. Xui là không có tiền thôi. Đây là những dân pro của bên Sakaina đó. Đi camping. Những người đi như vậy lắm. Rồi đó. Những cái vị thịt. Lắp sờ đó. Almost like sake. Này đó. Để nó chi vậy? Not go out there, okay? Aha. Wow. Yeah. Oh, chính rồi. Ừ, mấy anh này nhanh lắm. Yeah. Ừ, cắt rồi nè. Bóc anh đi nè. Wow. Ừ đó. Này chỉ cần muối tiêu chanh cũng ngon nữa. À, lấy không? Muối tiêu chanh cũng ngon nữa. Có muối tiêu chanh không? Em có muối thôi nhưng mà không có tiêu. Không có chanh. Anh có chanh. Hình như mình có tiêu không anh này? Tại vì tánh của em từ trước giờ em không có kiểu mà chắc chắn bỏ chanh có tiêu được không? Vậy hả? Luôn cái này giống chửi méo chị xéo ơi chửi. Mình mới nói mình có chanh cái nó kêu bắt chanh bỏ vỏ đi chứ. Phải nhanh liền nói liền chứ. Cho nữ ăn trước đi. Ừ đó để cho mọi người là nữ ra nữa nữ làm trước đi rồi. Yummy không? Rồi. Nóng. Sợ. Đó con. Anh Hùng. We caught this crawfish down there. Yeah. Yup. Put that, it swim away. Rồi, ăn đi. Wow. Không, anh ốm sống mà. How is it? It's good. Ngon không? Đó. Cái này dặm xuống thôi. Con này rồi đã chưa? Oh man. Đầu của này nó mập chứ sợ gì con này. Oh yeah. Đó. À. Con này đã hoa nó mập nó mẩy ha. Ừ, chắc quá trời luôn. Ừ. Sao không con? Wow. À. How is it? Oh, so good. So good ha. Con này quá tươi luôn á. Mm.
Nhặt là béo, nhặt là béo, quá ngon luôn. Sướng, quá đã quá. Ồ, oh, đã chưa? Hả? Wow. Chim hả? Ừ. Ở chim cúc hả? Yes sir. Rồi. Wow, con này đã chưa? Ê, ủa nóng cái sao luôn. Mình order cái nó ship mình overnight. Nó ship mình overnight mà cái con này mình mở ra á các bạn, nó còn sống luôn á. Wow. Hả? Nó gặp nè. À. Tụi cái gặp nó đã chưa? Mà nó béo dữ sợ luôn á. Ừ, nghe nó gặp nó kìa. Chim cúc rồi đó. Yes. Mà nhìn nó hấp dẫn thì thơm phức luôn đó. Bạn ướp theo kiểu mình núi. Mình núi rồi, ok. Yes. Mình là mình ghiền lắm, mình Tây hay gì đó, mình mưa núi rồi. Rồi, thank you. Đó. S xong rồi cái dấu an. Ngon, còn ngon. Wow, cái này phải đã nè các bạn. Chưa đã chưa? Con đứa về Việt Nam với máy bay nó khóc không? Ừ, yeah. Hả? Wow. Trời ơi, lắm cơ luôn. Quá đã. Đi cho tốt bé đi. Ờ, đấy. Ừ. Không hả? Quá đã luôn. Mà bia Alaska uống rất là ngon nha. Ôi hả? Dạ, yeah, rất là ngon. Bầu bầu cũng đâu đợi bắp kìa. Ồ, oh, mê cái này mà có mỡ hành, mỡ hành mỡ... Em á, quê em á, quê em á, em không biết, anh biết mắm cái không? Không biết. Ồ, mê mắm cái nữa. À, bắp nướng mày mỡ hành lên là ba cháy rồi. Đầu nè, coi đầu nè. Coi cái đầu. Ờ, đủ gạch không à. See? This species is eating lobster. Yeah. Yeah. Picking lobster. I'm not eating all this stuff. Wow. Cái màu đó thôi hả? Không ai màu khác nữa hả? Có, là nhiều màu lắm. Em không biết đâu. Từ từ nó phải nóng lên chứ. Rồi bây giờ ba cái đầu lobster mình còn quá trời nè. Bây giờ mình nhậu đây nha. Yes sir. Cái này vú heo đó. Vâng. Hả, vú heo. Vú heo ngon ha. Hả? Thử không? Bà nào mới ăn á, ngon không? Ngon. Cái này. Đó vú dê đó. Vú heo đi. Ờ vú heo phải không? Ừ vú heo. Mình gọi là nhậu lai nha. Best camping experience ever. Đúng không? Vú heo. You wanna play cornhole competition? Cornhole competition? Ném. Ném à? So you're in South Carolina, right? Mm-hmm. Nếu mà anh đi xuống dưới White Georgetown xong đi tới Charleston, nó sẽ có một cái cây gọi là cây sòi hả? Nó gọi là cây ox gì đó. Nó tầm khoảng 400 mấy tuổi. Mà cây đó rất là bự, nó hùng vĩ lắm. Và nguyên một cái chỗ này là nó bao phủ hết luôn. Là từ cái nhánh đó, cái nhánh nó mọc ra dài vậy nè, xong rồi người ta phải dùng mấy cái 4x4 nó chống cái cây nhánh cây đó. Mà cái cây đó nhìn nó rất rong rêu cực kỳ luôn. 400 mấy tuổi. 400 mấy tuổi. Dạ. Cách đây là tầm khoảng 1 tiếng 45 phút. Yeah. Nếu mà anh có dịp đi á sẽ xuống như đó sẽ biết kiếm khám phá mấy cái chỗ đó. Yeah. Nó này vú heo nè. Morning mọi người. Hôm qua vui chơi quá trời luôn, ngủ. Ở đây thì nhiệt độ ở đây đêm mới xuống nhiệt độ 39 độ F á các bạn, còn chừng 3-4 độ C cũng lạnh lắm. Mấy người kia còn ngủ. Đó, cái hồ đây nè các bạn. Thì mình câu cá xuống đây cũng đã nha.
Đây các bạn thấy trời ơi, cái bạn này nè, người ta mang súng đây là bắn nó, bắn nát cái bảng luôn kìa. Bạn thấy không? Đó, đánh súng đó. Đó. Cái này là cái heater. Là cái heater đó. Nó chạy bằng diesel. Đó. Nó hào cho ngủ đây. Rồi. Còn gia đình mình hôm qua 8 người làm gì kia luôn.